Công nhận mẹ, mẹ với con cách nhau có 1 tuổi em. Hỏi à, dạ. Chủ chồng mình bằng mình không? Còn kêu chồng ngồi kìa. Bữa nay chồng có chút liền. Ông nói đợt trước đi lên á, không gặp tiếng Anh là ông nói về ngủ không có được. Ông nói bữa nay lên mà không gặp nữa là ông giận luôn đó. Giận luôn hả? Ừ. Nhà. Thú hay anh không tờ. Thiệt hả? Mấy em gà khỏe anh trong hũ. Chồng mình giờ đâu có người yêu, có con chó làm bạn. Đi kêu uống nước đi Tuấn Anh. Bà bả nha. Ngủ phước đâu ông Năm. Ngủ chưa đâu. Chồng đi đi anh. Đi nè. Ê, ở dưới nè. Để mày đi. Rồi. Ủa rồi bà sắp xếp hết trong nhà chưa? Trong nhà sắp xếp rồi chưa? Lâu lâu gặp người yêu không có lì xì cho người yêu chục nào hết trơn trời. Rồi. Đi ăn rồi. Cái gì mới lên chưa gì trơn ăn rồi trời. Tao có làm gì đâu mà mua đó tao cúng. Rồi. Ăn giờ mà cô ăn mà lên hoàng đi. Không ăn không được đó trời. Con ăn nãy rồi. À, ăn thêm miếng nữa đi cho anh Tòng vui. Kéo bạn mày sát nữa nó gì nè. Ủa sao hai cái không dồn qua cái luôn đi? Bộ bên mặn bên trai hả? Trai không à? Trai không à. Đâu, dồn lại cái đi. Đâu mà không có. Được rồi ăn đi. Chín nha, ăn cho nó vui. Đâu có thấy dồn. Được rồi. Bây giờ gặp tiếng Anh no nè, nghỉ ăn luôn rồi nè. Nói không đúng cái gì. Thiệt. Giờ coi thấy ăn. Bữa nay anh ăn miểu cái gì đắng mà ta không. Ăn á hả? Người ta muốn lớn lắm có cơm muốn muốn hội cái gì? Hát bội. Bữa nay như ngày cuối rồi nè. Đâu mà ngày cuối? Ba má ngày bữa 16 đi 16 á nó mà heo. Hay dằm. Vì ngày mơ mới ngày chánh hả? Mơ chánh. À 12 giờ khuya ngày mơ á là tối này nè 12 giờ khuya nó mới làm lễ. Rồi thi chầu bằng heo rồi ha. Vừa hát bội. Hát không ai coi.
thôi cũng hát nữa, hát mà bỏ thuốc là về cái đòn đó là dồi tiêu luôn. Dạ. Không ai coi á, là cậu người cũng hát nữa, hát cho ông coi. Chứ mà cậu mà không có hát bỏ thuốc là về cái đòn của mình là trả thù luôn. Lỡ liền. Buổi tối thức khuya lắm, sao ngủ tới giờ này mới thức vậy không? 1-2 giờ luôn rồi. Hồi tối thức khuya không? Đâu có thức khuya đâu. Một chút tao lấy cây kéo tao cắt lông lỗ mũi kìa, nay nó quá dài rồi kìa, nó lòi ra tới ngoài luôn kìa. Tối thức cho khuya, sáng thức không nổi. Má ăn chài thấy ngon quá. À, mấy năm rồi. Rồi hai cái phòng giờ có ngủ được hết chưa bà Năm? Không. Tập đó, nằm bầm ngủ không. Phòng trong là của ai? Phước. Phước Tuấn Anh ngủ trong hả? Ngủ ngoài này. Con nhiêu tuổi rồi Vũ Kỵ? 9 tuổi hả? Năm nay học lớp mấy? Năm nay tụ trường lại học lớp mấy? Lớp 3. Lên lớp hả? Lên lớp. Học giỏi không mà Năm có giấy khen gì không? Đó hả? Học thì được chứ không có giấy khen. Nói lại anh bảo dặn. Con học ở đâu? Con học ở trường B ngay Bưu Điện á. B Long Thạnh. Bán tiền dữ lắm á. Ừ, chỗ đó bán chú mà. Ngủ lại đó luôn rồi chiều mình mới rước. Ừ. Ăn rồi còn bóc nữa cha. Nuôi dâu chắc mạt quá. Nay gặp tiếng Anh cười hoài luôn. Chuyện lạ thế giới. Con dâu nhỏ không ai lớn bà già chồng tuổi. Găng á hả? Ổng còn hai cái nanh với cái hàm dưới đó. Ăn nó chậm. Còn hai cái nanh với cái hàm dưới mà ổng nhai thấy ghê không? Ăn nó chậm. Cừ. Cừ gì vô kỳ. Mày cừ ổng mừ phải không? Sao cái này nó không để tiểu vậy cho nó tính luôn mà. Vô Kỵ nó ăn thấy thèm, trời con tôi mà ăn được gì đâu. Con mà ăn con này già. Không có phải, nó kén ăn lắm bà Năm ơi. Giống như là cái món nào mà nó chưa từng ăn là nó không ăn luôn. Nó chỉ ăn mấy cái món quen thuộc thôi. Dạ. Ừ. Như bánh hỏi, bánh đồ nè, bà kêu nó ăn là mơ nó không ăn nữa đó. Gì? Mấy giờ? 3 giờ ta rước hả? 3 hả? 3 giờ rước chị chuẩn bị về. 2 giờ mấy rồi đó, 2 giờ 15 rồi. Ngày đừng mới đầu. Từ cái bữa mà lên đây ăn ba trái nhãn của bà giờ cái tụng muốn mỏi tay, muốn gãy tay luôn.
tôi nói không? 20 ăn hết miếng tàu hũ ra về được rồi. Để chuẩn bị. Bà yên tâm đi, bữa nay gặp Tuấn Anh rồi mới mốt đòi lên hoài luôn bà ơi. Tôi nói cho cậu mừng nghe, cậu mừng đừng có buồn, cứ tập tin cái gì giờ chờ đó. Tôi đây nè mà người ta còn chờ tôi đó, thiệt á. Đó còn mời bé tôi là hàng nhất luôn á. Nói nào không có ai chứ, ở nhà mà. Mà chuyện gì cũng có tôi chẳng hết trơn á, tôi không biết nữa. Thế đó. Mà tôi đâu có nói bậy đâu. Tôi đâu có gì đâu. Buổi ăn con ăn mấy chén vô kỹ? Ăn được. Ăn được. Ăn được mà sao không có mập gì trơn á. Có mua thuốc sổ lãi cho nó uống không? Năm là phải uống 2 lần đó. Thức ăn hay đó. Vui. Bữa nay gặp Tuấn Anh là vui rồi. Tôi biết lắm mà, bữa nay gặp Tuấn Anh là vui rồi. Phải thở nay lên, không có gặp Tuấn Anh đòi về nữa đó. Bữa nay bà thấy giờ tụng đám kế bên rồi đó mà đâu đòi về đâu, bữa đòi về quýnh đít chân. Đúng ý rồi chị. Nó không có hộ, mà nó có gì em đi đâu chị. Anh thương mấy không? Anh thương mấy không? Tôi rồi đó, đứa anh nó giống tôi. Tôi không ăn dọn như nhau mà tôi đi đâu ai cũng thương mấy không? Nhiều người nha, thấy chưa có gì hết trơn, nói thiệt luôn á. Có bà đó tự nhiên á, bà gặp tôi có một lần mà không biết bà thợ mai, bà nhìn sao bà mai cho tôi 4 bộ đồ nguyên luôn á. Có gì con mới đem lại cho tôi á, mà chưa gặp mặt á. Tại đây không nói nha, cái nào không nói nha, cái gì này thấy thương.